Câu hỏi đầu tiên mà một người làm YouTube phải hỏi mình đó chính là kênh YouTube của mình sẽ làm về chủ đề gì. Chọn chủ đề cho kênh YouTube là một cái việc rất quan trọng mà bắt buộc bất cứ người làm YouTube nào phải làm đúng ngay từ đầu, vì nó sẽ là cái la bàn định hướng cho tất cả các cái video của chúng ta phát triển như thế nào trong tương lai. Quan trọng thì quan trọng vậy đấy, nhưng mà mình thấy nhiều bạn mới thậm chí còn không biết là mình sẽ phải làm YouTube về cái gì. Và thậm chí rất nhiều bạn làm YouTube lâu năm cũng chưa thực sự chọn đúng cái chủ đề cho kênh YouTube của mình. Chọn chủ đề YouTube nó rất quan trọng. Lý do sao nó quan trọng? Nếu mà các bạn chọn đúng chủ đề thì các bạn sẽ đi nhanh, đi đúng hướng, nhanh và kiếm tiền. Nhưng mà nếu mà các bạn chọn sai thì các bạn biết là giống như kiểu mình đi sai đường, mình sẽ bị lạc. Nó rất luẩn quẩn, mình không biết là mình nên làm về cái gì cho nó đúng. Rồi các bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian vào đó, tiền bạc, công sức vào, mà chưa chắc kênh của chúng ta đã được bật kiếm tiền. Rồi cũng có thể vì đó mà các bạn không đủ kiên nhẫn, các bạn bỏ cuộc giữa chừng, lãng phí rất nhiều thời gian, tiền bạc, công sức mình bỏ vào đấy mà không được một cái gì cả. Câu hỏi mình phải đặt ra là làm thế nào để chọn được chủ đề đúng. Các bạn mà làm theo cách thứ bảy, mình chỉ ở cuối video, thì không một kênh YouTube nào sẽ thành công một kênh của các bạn được, và các bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ YouTube. Cách thứ nhất là chúng ta có thể chọn chủ đề theo đam mê. Nếu các bạn đã muốn làm YouTube theo đam mê của mình thì câu hỏi đầu tiên mà chúng ta phải đặt ra là đam mê của chúng ta là cái gì. Các bạn có đam mê không? Mình nghĩ là ai cũng có đấy. Còn nếu các bạn không biết đam mê của mình là cái gì, các bạn thử trả lời cho mình câu hỏi sau nhé. Thứ nhất là cái thứ gì khiến bạn thường xuyên nghĩ về nó? Cái thứ gì khiến bạn dành rất nhiều thời gian cho nó? Cái thứ gì mà các bạn đầu tư cho nó biết bao nhiêu tiền bạc? Và khi trong đầu các bạn đã xuất hiện câu trả lời cho câu hỏi của mình thì đó là đam mê của các bạn. Đam mê này thì thường rất dễ tìm thấy trong người trẻ, nhưng mà với những người lớn trưởng thành thì có thể họ đã quên mất rồi. Họ sống trong cuộc sống của người trưởng thành quá lâu, phải lo cơm áo gạo tiền, thành ra là lâu dần họ quên mất đam mê của mình. Nên nếu tao muốn làm YouTube theo đam mê của mình thì hãy trả lời những câu hỏi rồi của mình nhá. Khi xác định đam mê của mình rồi thì còn chờ gì nữa mà không tạo ra cho mình một kênh YouTube về cái chủ đề đam mê của mình. Nếu mà bạn cần thích vẽ tranh thì hãy tập vẽ và biến các bức vẽ của mình hoặc quá trình vẽ của mình thành kênh YouTube. Hoặc là nếu mà bạn đã từng dành hàng giờ nấu nướng trong bếp và vui biết bao khi mình tạo ra những món ngon cho gia đình mình thì hãy làm một kênh ẩm thực chẳng hạn. Và bạn đã từng bỏ ra rất nhiều tiền tiết kiệm để mua cho mình bộ sưu tập mô hình để lắp ghép thì hãy làm một kênh YouTube về cái chủ đề lắp ghép mô hình chẳng hạn. Và nó sẽ thu hút rất nhiều những người cùng đam mê lắp ghép mô hình với các bạn. Làm YouTube thì đam mê có một cái lợi thế cực kỳ lớn, đó là các bạn luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi các bạn làm về cái chủ đề YouTube mình làm. Chúng ta có thể bỏ ra rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức, rất nhiều tiền bạc vào đấy mà chúng ta không cảm thấy tiếc một tí gì cả. Và như vậy là chúng ta vừa tạo ra một kênh YouTube, lại vừa tạo ra để các video chia sẻ cái đam mê của mình. Và khán giả của kênh Làm Về Đam Mê thì thường là những người cũng chia sẻ cái đam mê đó với các bạn. Tuy là khán giả không nhiều nhưng đặc biệt trung thành. Các bạn cứ ra video là người ta sẽ chờ xem video của các bạn. Theo dõi cái video của những người có cùng đam mê cũng là một cách để chia sẻ cái đam mê của mình mà. Với kênh YouTube bạn này thì bật kiếm tiền cũng vui, nhưng mà tạo ra một cái nơi để chia sẻ cái đam mê của mình với mọi người, đó mới là điều tuyệt vời. Thứ hai là chúng ta làm YouTube về chủ đề mình giỏi. Thứ mình giỏi thường là thứ mình phải làm hàng ngày, làm nhiều, làm tới mức mà mình tạo tay nghề thì thôi thì là mình sẽ giỏi, vì nó tốn nhiều thời gian như vậy. Nên thứ mình giỏi thường gắn liền với cái nghề nghiệp của mình thì đó là thứ mình phải làm hàng ngày, hàng tháng, hàng năm giỏi liền. Nghề nghiệp cũng là một hướng làm YouTube rất tốt nha, vì mình luôn có kiến thức về nó và mình tạo nó, mình giỏi đó. Nếu như các bạn làm văn phòng, các bạn có thể hướng dẫn người ta thực hành về Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Nếu các bạn giỏi về công nghệ thì có thể review các sản phẩm công nghệ cho khán giả xem của mình. Còn nếu như các bạn tạo về trang điểm thì sao không tạo ra một kênh YouTube hướng dẫn mọi người trang điểm các sự kiện khác nhau. Lượng khán giả cho cái kênh làm về chủ đề mình giỏi thì luôn dồi dào, bởi vì đây là kênh thực tế, xem là để làm. Họ đã kích vào xem video của mình là khả năng họ xem hết video rất cao, bởi vì họ cần phải giải quyết công việc của mình. Thế nên với cái loại này thì một ưu thế rất lớn là thời gian xem video các bạn sẽ được rất nhiều. Thời gian xem video dài nó rất có lợi. Trước hết là các bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành 4.000 lượt xem nếu mà các bạn chưa được bật tiền. Còn nếu mà các bạn đã được bật kiếm tiền thì các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, bởi vì người ta xem càng nhiều thì người ta sẽ xem càng nhiều quảng cáo, mà xem càng nhiều quảng cáo thì kênh của các bạn càng kiếm được nhiều tiền. Thứ ba là làm chủ đề có nhiều người xem.
Không phải nói thì cũng biết là đa phần chúng ta đều muốn làm cái chủ đề YouTube có nhiều người xem. Lý do đơn giản là vì có nhiều người xem thì sẽ có nhiều view, và thậm chí là có rất nhiều view và rất nhiều sub. Chúng ta sẽ nhanh chóng thấy được thành quả và kiếm được nhiều tiền ở trên kênh YouTube của mình. Một trong những chủ đề YouTube mà có rất nhiều người xem đó là chủ đề làm tin tức. Loại này thì thường thì chúng ta làm bán content, nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta lấy các video, các hình ảnh có sẵn ở trên mạng, sau đó là chúng ta thêm cái giọng nói của mình vào, thì chúng ta sẽ được cái nội dung bán content 50 lấy của người khác và 50 của mình. Loại này thì rất nhiều người xem bởi vì thông tin nó cập nhật. Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải đối mặt với vấn đề rất lớn, đó là sự cạnh tranh. Bởi vì cái cách này dễ làm, thế nên rất nhiều người làm. Ngoài ra chúng ta cũng phải thường xuyên cập nhật tin tức, bởi vì tin tức nó ra hàng ngày. Thế nên nếu không có tin thì làm một mình cái này cực kỳ vất vả. Cái kênh làm về showbiz cũng thế, rất nhiều người xem showbiz. Chỗ này không dành cho những kênh nhỏ, mà chỉ dành cho các ông lớn, các kênh lớn, các nhà đài, vì họ có bản quyền để tạo ra các video loại này. Nếu không làm được kiểu nhà đài thì làm kiểu nhà mình. Các bạn làm các video về thử thách, về chơi khăm, về khám phá. Đây là những cái chủ đề rất nhiều người xem, vì nó vừa đạt yếu tố giải trí, vừa tạo ra cái cảm giác kích thích, tò mò cho khán giả. Các bạn đã thấy MrBeast đi đầu cái chảo đầu này. Mỗi video của anh ấy tạo ra thì cả 100 triệu lượt view trên YouTube. Và đi theo sau đấy ở Việt Nam cũng có một số người học theo. Các bạn có Lâm Vlog cũng theo các cái trào lưu đó, và mỗi video tạo ra cũng có cả đến 1 triệu lượt view. Nhiều bạn nghĩ rằng cái loại video này không mang lại giá trị gì cho xã hội, nhưng nó mang lại tính giải trí. Và giải trí cũng là một nhu cầu mà rất nhiều người trong xã hội tìm kiếm. Giờ xong 3 chủ đề rồi, nhưng nếu các bạn kết hợp cả 3 chủ đề lại với nhau thì sao? Thứ tư là chủ đề mình đam mê và mình cũng giỏi nhá. Nếu các bạn tìm được một chủ đề gì mà mình vừa đam mê này, mình còn vừa giỏi nữa, thì xin chúc mừng các bạn. Các bạn sẽ tạo ra một cái kênh YouTube mà vừa mang lại cho các bạn niềm vui khi làm, vừa mang cho khán giả cái niềm vui vì thưởng thức các video có giá trị. Cái niềm vui nó quan trọng lắm, bởi vì nó chính là thứ giữ lửa của chúng ta, nó cháy trong cả một quá trình dài làm YouTube. Nếu chúng ta không có thứ lửa đam mê này giữ chúng ta cháy trong thời gian đầu thì rất khó, bởi vì là thời gian đầu thì kênh có sắp đâu, không có view. Thế nên không có nó thì rất dễ chúng ta bỏ cuộc. Còn cái lửa của chúng ta mà vẫn tiếp tục cháy thì sẽ giữ chúng ta còn làm YouTube cho tới ngày kênh của chúng ta bắt đầu có sức ảnh hưởng hơn, có nhiều view và có sắp hơn, để chúng ta có động lực để làm tiếp các video YouTube khác. Một trong những chủ đề mình có thể gợi ý cho các bạn mà vừa là cái mình thích, vừa là cái mình đam mê, đó là về game. Đa số chúng ta, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, ai cũng thích chơi game. Sao không phát triển cái sở thích chơi game nó thành đam mê nhỉ? Hãy quay lại quá trình các bạn tự luyện tập bản thân mình để trở thành pro trong cái game đó và chia sẻ lại cho khán giả của mình. Như thế là chúng ta có thể tạo ra một kênh YouTube chia sẻ cái đam mê chơi game của mình và thể hiện mình pro như thế nào. Sẽ rất nhiều người hứng thú với quá trình trở thành pro chúng ta trong game đấy. Các bạn có đam mê du lịch không? Mình nghĩ là chắc nhiều bạn thích du lịch lắm. Và nếu các bạn cũng đam mê du lịch thì sao không phát triển nó thành một kênh YouTube nhỉ? Thế này nhá, ban đầu là chúng ta cứ đi du lịch đi, quay lại những cái video, những cái trải nghiệm của mình trong quá trình đi du lịch. Có thể ban đầu nó không hay đâu, nhưng mà dần dần chúng ta sẽ bắt đầu tìm cách cải thiện. Khi chúng ta xem những video người khác người ta làm về du lịch, chúng ta học được cách kể chuyện này, cách tạo những góc quay về những khung cảnh đẹp này, thì video của chúng ta dần dần nó sẽ đẹp hơn và chúng ta sẽ dần dần giỏi hơn khi chúng ta chia sẻ cái đam mê đó với khán giả. Thứ năm là làm chủ đề mình đam mê và cũng là chủ đề nhiều người xem. Cái sự kết hợp này theo mình thì thường không tạo ra kết quả. Lý do nó rất là đơn giản, bởi vì cái đam mê là sở thích cá nhân, còn nhiều người xem lại phải dành cho số đông. Làm sao để biến một cái là của riêng mình thành một cái mà nhiều người thích được? Rất khó. Đam mê thì nó rất là kén người. Thế nên chỉ có những người chung đam mê thì mới tìm được với nhau thôi. Mình thì mình chưa nghĩ ra được cái chủ đề nào mà vừa là đam mê lại vừa có nhiều người xem. Các bạn nào nghĩ ra được cái chủ đề nào, các bạn để lại bình luận chúng ta cùng nhau chia sẻ. Biết đâu lại tìm một cái chủ đề như vậy. Thứ sáu là làm cái chủ đề mà mình giỏi mà lại có nhiều người xem. Theo như mình quan sát ấy, thì cái chủ đề gì mà các bạn giỏi mà lại có nhiều người xem thì thường là sẽ thành công. Vì cái nghề mà các bạn giỏi, khi các bạn chia sẻ thì thường sẽ có nhiều người khác người ta tìm kiếm để người ta giải quyết cái công việc của mình, để người ta cũng đạt được cái thành quả công việc như của các bạn. Mà nhớ, với cái loại video kiểu này thì không phải xem một lần là giải quyết được đâu, có khi phải xem rất nhiều lần và xem rất nhiều video khác nhau trong kênh của chúng ta mới giải quyết được vấn đề. Nên nếu mà các bạn làm về chủ đề mình giỏi thì thường sẽ có rất nhiều người tìm xem video của chúng ta. Mọi thứ liên quan đến bất cứ nghề nghiệp nào đều có người tìm kiếm, từ cái lao động chân tay cơ bản như lắp đặt, xây dựng, dọn phòng cho tới nhân viên văn phòng hay cao cấp hơn là quản lý lãnh đạo, đều có người tìm để xem video của chúng ta. Miễn là chúng ta có kiến thức và chúng ta giỏi cái mảng kiến thức của mình, chắc
chắn sẽ nhiều người tìm đến kênh của chúng ta, sắp kênh của chúng ta và xem các video của chúng ta. Mình lấy ví dụ về một cái ngách. Cái ngách này thì mình thường xuyên mình tiếp xúc, thế nên là mình có quan sát thấy. Mình thì thường hay tự sửa các đồ hỏng trong nhà, và mình thường thì lên thấy xem các video về sửa chữa. View rất nhiều, toàn 100.000 view với 10.000 view thôi. Mà video không cần quá cầu kỳ và phức tạp. Các bạn chỉ cần biết nghề, giỏi nghề, các bạn quay lại cái quá trình sửa chữa đấy là đã giúp ích cho mọi người rất nhiều rồi. Nhà ai chẳng có những cái đồ lặt vặt nó hỏng, mà mang ra chỗ người ta sửa chữa thì có khi là cái công sửa chữa bằng luôn một cái mới. Thế nên nhiều người quyết định tự sửa. Mà muốn tự sửa thì phải lên YouTube để xem người ta hướng dẫn. Thế nên view của các cái video về hướng dẫn sửa chữa nhiều lắm. Đấy là một ví dụ cho các bạn thấy là mọi ngành nghề các bạn đều có thể tạo ra một lượng view cực khủng nếu như các bạn giỏi và các bạn biết làm video để chia sẻ nó. Và bây giờ chúng ta để ý cái điểm giao của cả ba cái vòng tròn này, chúng ta sẽ được cái ngách thứ 7 là chủ đề vừa đam mê vừa giỏi vừa có nhiều người xem. Nếu mà các bạn làm được cái chủ đề mà đảm bảo cả ba yếu tố, vừa là cái mình đam mê, vừa là cái mình giỏi, mà lại còn vừa nhiều người xem nữa, thì đó chính là chén thánh của chúng ta rồi. Chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến thành công với việc làm YouTube. Thế này nhá, chúng ta vừa làm video YouTube mà không bao giờ bị chán, bởi vì đó là đam mê đúng không? Mà chúng ta lại còn giỏi nữa. Thế nên là chúng ta luôn tạo ra những video có chất lượng cho khán giả xem, và lại còn có nhiều khán giả tìm kiếm video của chúng ta nữa. Không còn gì để nói về cái mức độ thành công của cái loại kênh như thế này. Bản thân mình tìm được hai cái chủ đề mà các bạn có thể kết hợp được cả ba yếu tố này. Thứ nhất là các bạn làm video về review. Một số bạn có cái đam mê là đưa ra quan điểm của bản thân mình, và các bạn cũng rất giỏi đưa ra các cái lập luận, các cái đánh giá và các cái ý kiến của mình về các vấn đề khác nhau. Thì xin chào mừng các bạn đến với mảnh đất review. Review thì các bạn có rất nhiều thứ để review. Các bạn có review sản phẩm, có thể review đồ ăn, quán ăn, hoặc là các bạn có thể review phim. Riêng về cái khoản review này thì khán giả chờ xem rất lớn. Vì mỗi lần review chúng ta lại review một cái nội dung mới, không liên quan gì đến nội dung cũ. Cái video để review thì thường là lượt view nó rất là cao, bởi vì là nó có tính giải trí, nên là người xem không bao giờ bị chán. Thứ hai, ở đây có bạn nào đam mê nấu nướng không? Mình nghĩ là nhiều bạn đam mê nấu nướng lắm. À, khi đam mê nấu nướng thì một cái việc tất yếu là chúng ta sẽ phải nấu nhiều. Các bạn nhớ đã bao nhiêu lần mình hỏi câu nào? Hôm nay ăn cái gì nhỉ? Các bạn thấy câu này quen không? Quen quá chứ. Một ngày chúng ta có 3 bữa, một năm có 365 ngày, có nghĩa là một năm chúng ta ăn hơn 1.000 bữa khác nhau. Rất nhiều khán giả phải đi tìm các cái bữa ăn để thay đổi cái menu hàng ngày của mình. Thế nên video về chủ đề nấu nướng có lượng khán giả xem cực kỳ cao. Thế các bạn còn chờ gì nữa mà không phục vụ khán giả của mình, tạo một kênh về nấu nướng? Có thể là các bạn nấu chưa giỏi ban đầu, nhưng đó là đam mê. Dần dần các bạn sẽ phát triển cái khả năng nấu nướng của mình nhiều hơn. Các bạn thực hành nấu nướng nhiều thì tay nghề nó phải lên. Nên các bạn sẽ nấu nướng giỏi hơn, sẽ trang trí món ăn giỏi hơn, sẽ nói chuyện giỏi hơn. Thì dần dần cái kênh YouTube của các bạn nó sẽ tốt hơn. Với ba vòng tròn này thì các bạn sẽ phải ngồi xuống tính toán xem cái phạm vi của mình nó như thế nào. Các bạn phù hợp với việc làm một chủ đề riêng hay kết hợp hai chủ đề lại với nhau, hoặc làm kết hợp được cả ba loại chủ đề lại với nhau. Các bạn chọn làm theo cách nào, đó là lựa chọn của các bạn. Bởi vì mỗi người chúng ta sống trong một môi trường khác nhau, có điều kiện khác nhau, có khả năng khác nhau, thế nên lựa chọn sẽ là không giống nhau. Nhưng dù các bạn lựa chọn theo bất cứ cách nào, mình khuyên các bạn một điều này là hãy nghĩ và nghĩ thật kỹ trước khi các bạn chọn làm chủ đề nào. Vì khi đã chọn rồi, phải trung thành tuyệt đối với chủ đề đó và làm tất cả các video của mình xuyên suốt trong kênh chỉ theo một chủ đề đó thôi. Tránh cái việc các bạn chọn sai chủ đề, sau đó là các bạn lại đổi chủ đề kênh và dẫn đến mất toàn bộ đề xuất của các video trong kênh của chúng ta. Ba vòng tròn này không chỉ áp dụng cho mỗi chọn chủ đề YouTube đâu, mà nó còn áp dụng trong rất nhiều các lựa chọn khác trong cuộc sống của chúng ta. Các bạn có thể áp dụng nó để chọn ngành khi các bạn thi đại học, chọn ngành các bạn đam mê, chọn ngành các bạn giỏi, hay chọn ngành xã hội cần. Đó là một trong những trường hợp các bạn có thể áp dụng. Và khi ra trường, các bạn có tấm bằng đại học trong tay, chưa chắc các bạn đã làm cái nghề mà các bạn học đâu. Lúc đó các bạn có cơ hội chọn nghề nghiệp. Các bạn sẽ chọn làm cái gì? Chọn cái mình đam mê, chọn cái mình giỏi, hay chọn cái mà các công ty cần? Lựa chọn nào mà các bạn. Hãy nghĩ và chọn cho đúng.